mọi người cho em biết cái cảm giác của mọi người khi mà xem cái buổi trình diễn vừa màn nước, nhạc nước và pháo hoa ạ? Rất là đẹp. Dạ. Em thấy vui. Đây cũng là lần đầu tiên của em khi được coi cái trình diễn nhạc nước này. Lần đầu tiên thấy đẹp và hơi hay, nói chung là em thấy cái chỗ khác nhưng mà nó không có đẹp bằng này. Dạ, chúc mừng năm mới mọi người. Happy New Year.